món này là bọn này thích món này. Tối nha, tối là bà Năm không ở đây, có mình cô ở đây thôi. Ui dồi, nó bâu vô, nó leo lên đầu ra luôn, cổ nó leo lên mình, không thể nào ngủ được. Bọn Yên bọn này mấy đứa này tóc ơi đứng lên đây sợ quá thôi. Còn gọi cái sà bông em bé tóc nó vẫn dạ thì thường thường em bé thì nó đâu có dơ nhiều đâu. Bên kia thì như tàu màu. Bên này cũng nhỏ hả? Mấy đứa lớn hơn này tí. Hai tốt. Đang nằm ở trong ngó kìa. Nó chạy theo mà, nó chạy theo mà. Nó khôn lắm. Sáng nó bâu vào Năm mình cười. Nó bâu theo á. Xong chưa? Cô ăn rồi mà. Ăn cơm cá. Tụi con ăn gì? Đặt cơm luôn hả? Đòi ăn rồi, đòi ăn rồi. Đòi ăn rồi. Còn không? Còn phô mai không? Con lấy sữa chua đấy. À thế còn phô mai cho nó ăn phô mai. Hả? Út không kịp á. Út không kịp đi kiếm hả? Đúng á. Lịch sự chứ. Yên cứ đứng đấy, đứng đấy để xem nó bò ra nào, đứng đấy. Ngồi dưới đất đi cho nó bò ra nào. Cứ ngồi dưới đất đấy. Để cho nó bò lại này. Cứ ngồi dưới đất cho nó bò lại cho nó vui. Cái này ăn ở dưới đất cho nó sạch. Giờ nó ăn nó không có cái đồ chơi đâu. Công thức á, còn bọn kia uống sữa nào cũng được. Mấy bọn kia uống sữa nan số 3, số 4, số 1. Mình xuống mấy hôm 23. Mấy ngày à? Khi nào sữa xong mới về lại.